Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ông Nguyễn Đức Trung thừa nhận hành vi ăn năn hối cải. Theo cáo trạng truy tố, ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ba đồng phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Bản thân ông Trung thừa nhận hành vi và rất ăn năn hối cải về vụ việc mình đã làm ra. Theo cáo buộc, quá trình điều tra, ông Trung đã thừa nhận khai báo hành vi phạm tội ăn năn hối cải. Thời gian công tác, nhiều lần ông Nguyễn Đức Trung được cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Nguyễn Đức Trung còn có tiền sử bệnh ung thư, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm SVX khoản 2 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự Việt Nam. Đối với cựu cán bộ công an Phạm Quang Dũng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng bị can này đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan. Ông Dũng đã tự thú gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong công tác phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Theo cáo trạng, hai thuộc cấp của ông Nguyễn Đức Trung là Nguyễn Hoàng Trung, nguyên cựu chuyên viên phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Anh Ngọc, cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập, đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội, có nhiều thành tích trong công tác và phạm tội lần đầu tiên. Riêng bị can Dũng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan, đã tự thú gia đình có công với cách mạng. Vì thế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng hai bị can này được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cáo buộc cho rằng ông Nguyễn Đức Trung và Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật của nhà nước Việt Nam với độ mật rất cao, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.